giá trị lớn quá mà đưa vào trong em thấy sót. Em ơi, anh thích, anh muốn, và đó là cái niềm vui của anh. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Chủ đề về trang sức cao cấp, Kỳ Lân trân trọng giới thiệu chiếc nhẫn Patek Philippe với 3 phiên bản. Trước ống kính camera sẽ có 2 phiên bản, là phiên bản có hoa thị Patek ở trên mặt chính. Và xung quanh cái hoa thị này sẽ có những viên kim cương baguette mà Kỳ Lân đã chọn trong một viên kim cương đẹp to để mài được những viên kim cương óng ánh và đồng nhất kích thước về độ sạch, độ đẹp, với những thông số cho viên kim cương này luôn luôn lấp lánh nhất. Và kỹ thuật chuyên sâu của kỹ thuật nhận hột cũng như là tỷ lệ chia ổ hột bằng máy móc chuyên nghiệp kết hợp với vàng hồng nguyên khối chuẩn hội ngoại, thì những yếu tố hỗ trợ đặc biệt là kỹ thuật chuyên sâu nhận hột và kỹ thuật làm nguội để cho những viên kim cương đã đẹp rồi thì kết hợp với những cái đi kèm như là vàng và kỹ thuật làm nguội để cho viên kim cương này luôn luôn bắt sáng một cách rực rỡ nhất, long lanh lấp lánh nhất. Và chiếc nhẫn trên tay Kỳ Lân đang đeo là cũng là một mẫu nhẫn Patek Philippe. Với 3 mẫu nhẫn này, về hình thể bề ngoài nhìn vào xung quanh thì như nhau, nhưng ở mặt chính diện thì sẽ làm 3 option khác nhau. Đầu tiên, ở chính diện là logo hoa thị của thương hiệu đồng hồ Patek Philippe, một trong những thương hiệu nổi tiếng xa xỉ bậc nhất về đồng hồ cao cấp chính hãng hiện nay. Ở xung quanh thì là vành kim cương baguette được mài một cách chỉnh chu chuyên nghiệp, óng ánh lấp lánh với thông số chọn viên kim cương đẹp. Thì 3 mẫu nhẫn đều như nhau, đều có vòng ngoài là một vành tròn, một vòng tròn kim cương ống baguette như trên phần khóa dây đeo đồng hồ của Patek Philippe. Và mẫu nhẫn mà Kỳ Lân đang đeo trên tay thì cũng như vậy, cũng có hoa thị, nhưng cái điều này là cái điều thú chơi của một người rất là sang trọng. Khi mà tiền đã là đem lại phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc cho vị khách ấy, thì giá trị của một viên kim cương vài trăm triệu để vào trong là chuyện hết sức bình thường. Kỳ Lân có tư vấn: dạ anh ơi, nếu như kim cương mà mình đưa vào trong á thì bị không có nhìn rõ được, giống như kim cương là phải xô ra, nhưng mà anh đưa vào em hãy làm cho anh đi, với lại anh yêu cầu đặt em 3 mẫu mà. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.